Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Hôm nay Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn về một bang khá nổi tiếng tại Mỹ, đó là bang Washington DC. Đây là một quận hành chính liên bang và là thủ đô của Hoa Kỳ. Đây là một thành phố không lớn lắm nhưng tập trung toàn bộ các cơ quan chính quyền đầu não của quốc gia. Nhiều người hay nhầm lẫn Washington DC và tiểu bang Washington nằm ở phía tây bắc Hoa Kỳ. Washington DC có các công trình kiến trúc nổi tiếng như Điện Capitol, Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, các đài tưởng niệm và các cố tổng thống và nhiều công viên rộng lớn. Quận Columbia thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 1970 là một quận liên bang như được đặt ra trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ có quyền hạn tuyệt đối trên toàn quận Columbia, mặc dù tổ chức này đã trao quyền điều hành giới hạn cho một cơ quan quản lý và nhà nước cấp quận. Vùng đất tạo thành quận nguyên thủy lấy từ các tiểu bang Virginia và Maryland. Để phần nào tìm hiểu thêm về bang cho chương trình du học của mình, các bạn hãy liên hệ đến công ty Tân Đại Dương để biết thêm một số thông tin chi tiết về bang nhé. Qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Washington DC được bao quanh bởi các tiểu bang như là Virginia về phía Tây và Maryland ở các phía Đông Nam, Đông Bắc và Tây Bắc. Cắt qua biên giới chung của hai bang đó là bờ phía Nam của sông Potomac, cả thượng nguồn và hạ nguồn. Về kiến trúc thì Washington, đây là nơi có nhiều kiến trúc tiêu biểu của quốc gia và là một trong những nơi du lịch phổ biến thống nhất của Hoa Kỳ. Khu thương mại quốc gia là một khu rộng lớn ngoài trời ở trung tâm của thành phố, với nhiều tượng đài kỷ niệm các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ. Đó cũng là đường lối giữa Nhà Trắng và những tòa của Điện Capitol. Đặt trang trọng giữa khu trung tâm là đài tưởng niệm Washington. Các kiến trúc đáng chú ý khác gần đó bao gồm như đài tưởng niệm Lincoln, đài tưởng niệm Thế chiến thứ hai, đài tưởng niệm của chiến binh Triều Tiên, đài tưởng niệm của chiến binh Việt Nam, đài tưởng niệm chiến tranh của quận Columbia, v.v. Và còn nhiều bảo tàng nghệ thuật khác ở DC, thêm vào những bảo tàng của Smithsonian, bao gồm phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia Hoa Kỳ, viện bảo tàng quốc gia về phụ nữ trong nghệ thuật, viện bảo tàng nghệ thuật Corcoran và bộ sưu tập Phillips, thư viện quốc hội và cục lưu trữ quốc gia lưu trữ hàng ngàn tài liệu bao phủ từng thời kỳ của lịch sử Hoa Kỳ. Một số tài liệu đáng chú ý trong cục lưu trữ quốc gia bao gồm tuyên ngôn độc lập, hiến pháp và pháp lệnh về các quyền. Đây có thể nói là một bang đáng để các bạn sống và học tập rất lý tưởng. Và để được tư vấn miễn phí về chương trình du học các nước, tìm hiểu về trường, về bang phù hợp cho ngành học của bản thân, các bạn đừng quên liên hệ đến công ty Tân Đại Dương để được hỗ trợ tốt nhất về mọi thông tin qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Hoặc các bạn có thể truy cập vào các website của công ty để tìm hiểu thêm, đó là tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Ngày nay du học Mỹ được khá nhiều các bạn trẻ lựa chọn làm điểm đến để du học. Và trong chương trình chia sẻ mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương hôm nay, mời các bạn cùng trò chuyện với em Diệp Mỹ Thanh, một tân du học sinh Mỹ vừa nhận được visa du học. Chị chào Thanh. Chào chị. Thử Thanh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em. Dạ, năm nay em 23 tuổi, em vừa tốt nghiệp Đại học Văn Lang và em cũng vừa lãnh bằng vào tuần trước. Hôm nay thì em đi xin visa và rất may là em đã đậu. Niềm vui được nhân đôi đúng không? Cái cảm nhận của Thanh khi mà nhận được visa du học Mỹ như thế nào em? Dạ thì cũng như em vừa nói á, tuần trước thì em cũng vừa lãnh bằng xong rồi bây giờ lại đậu visa đó, em rất là vui. Cái lý do tại sao Thanh chọn Mỹ để du học em? Dạ em chọn Mỹ thì bởi vì ở bển thì em cũng có bạn bè ở bển, rồi ba mẹ cũng muốn em đi sang bển thì sau này cái tấm bằng của em trở về Việt Nam á sẽ có giá trị và em có thể có cơ hội thăng tiến cao hơn. Qua Mỹ thì mình sẽ học ở bang nào vậy? Dạ em học tại bang Massachusetts vậy. Rồi mình học ở trường nào? Dạ em lúc đầu thì em sẽ học tại trường UC Boston, sau đó em sẽ chuyển tiếp và học chính thức tại trường UMass Boston đó chị. Rồi cái cảm nhận khi mà làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì em thấy như thế nào? Dạ thì trong thời gian làm hồ sơ ở đây á thì em có những cái thắc mắc gì á em hỏi các anh chị đều trả lời rất là tận tình. Và anh Khôi chứ chị Kim là hai người cũng trực tiếp hướng dẫn cho em á,
anh Khôi á, em thấy rất là nhiệt tình, dễ thương. Và em có cái thắc mắc gì á, em gửi email hay là những cái tin nhắn thì cho anh Khôi, anh Khôi đều trả lời rất là nhanh chóng. Trong quá trình phỏng vấn á, thì em cũng có học với anh Bảo Anh. Thì lúc đầu thì nói chung là em cũng có hơi phần sợ sệt đó. Nhưng mà sau khi học với anh Bảo Anh á, thì anh cũng phân tích cho em nghe nhiều cái khía cạnh và những cái mặt mà em cần phải tránh né. Cho nên là từ đó em cũng cảm thấy là tự tin hơn. Khi đi vào phỏng vấn thì em cảm thấy tự tin. Rất là tự tin. Qua đâu thì Thanh biết được dịch vụ của Thanh Đại Dương? Dạ thì em cũng tìm kiếm ở trên mạng và nó có giới thiệu là những cái công ty uy tín đó chị. Thì em thấy là Tân Đại Dương là một công ty tốt, cho nên là em quyết định chọn Tân Đại Dương. Cái dự định trong tương lai của Thanh thì như thế nào? Em sau khi học xong tại Mỹ thì em có dự định gì? Dạ sau khi học xong tại Mỹ thì em sẽ về Việt Nam làm việc cho công ty VNG như lúc đầu em cũng mong muốn. Và chị thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em học tập tốt tại Mỹ và hoàn thành được ước mơ của mình nha. Dạ, cảm ơn chị. Các bạn vừa lắng nghe chia sẻ của em Dịch Mỹ Thanh về cái quá trình làm hồ sơ xin visa du học Mỹ của mình thì như thế nào. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học Mỹ thì các bạn hãy liên hệ ngay tới công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh của rất nhiều trường cao đẳng đại học của Mỹ. Và các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ ở quận Nhất, quận 5 hoặc là Nha Trang. Thông tin về các chia sẻ thì các bạn cũng có thể truy cập tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại!